Chào cả nhà. Hiện tại thì bây giờ Tài đang ở thác Bảo Đại nha cả nhà. Đi thác Bảo Đại coi là thác mùa này nó đẹp không nha cả nhà. Đây là phía trên cao của thác Bảo Đại nha. Mọi người có biết tên sao mà gọi là thác Bảo Đại không? Tại vì hồi đó là vua Bảo Đại có tới đây nha cả nhà, rồi đặt tên thác là thác Bảo Đại luôn. Bây giờ Tài sẽ quay cho tất cả mọi người xem nha. Đó. Chỗ này có toilet luôn cả nhà. Toilet nam nữ nè. Đó, mình vô mình coi nha. Có giếng nước. Nữ thì cũng bên đó nha cả nhà. Vậy thôi. Cây quá bự luôn. Để mình lên đây coi là cái này là cái gì nha. Trên này cũng có đó nè. Trên này cái toilet mới nha cả nhà. Toilet đây nó bự hơn cái toilet cái hồi nãy nha. Hả? Hello. Hai cái toilet nha cả nhà. Toilet đó, toilet này luôn. Đây là khu nhà để ví dụ mình có cắm lều ngoài kia mà trời mưa cả nhà thì chắc vô đây là chỗ hôm nay quá. Có mọi người đốt lửa nè. Và trong đây có căn nhà chắc là nhà bếp. Là đó, đây chắc là mình nghĩ là cái phòng khách để ăn uống đồ cả nhà. Đó có mấy cục đá xa xa đẹp ghê. Đó cả nhà, phía xa xa đó là thác nha. Ồ, nghe gần lạnh luôn. Rồi bây giờ ta sẽ di chuyển xuống dưới để cho mọi người xem nha. Hồ ôi, uy nghi hoành tráng lệ quá.
đây là chỗ để nấu nướng nè cả nhà, nấu nướng là mình cắm lều rồi này kia chắc ở đây được nè cả nhà. Đó, quá đẹp, nước ở dưới trong xanh luôn nha. Còn mà nó đục ở dưới là ba cái nước ở trên đó cả nhà, nó chảy xuống rồi nó đục nha, chứ méo ngoài đó là trong xanh luôn nha. Đi đồng hành với Tài hôm nay là có bạn mình tên Tâm nha cả nhà. Đó, hai người đi thôi. Ở kế bên nó có cái đường để xuống dưới luôn ngay cả nhà. Đó, đi xuống dưới đó. Giờ Tài sẽ dẫn mọi người đi xuống cái con đường để mình đến gần thác hơn nha cả nhà. Đó, đây để ta quay cho cả nhà xem nha. Đây nha, con đường để mình đi xuống gần thác hơn nè. Ôi quá đẹp luôn. Quá sâu sắc, cái góc này mà chụp hình là đẹp lắm nè. Tài dẫn mọi người lên con đường khác nha. Nãy mình xuống đường khác nha, mình lên đường khác nha. Con đường lên này nhìn nó đẹp hơn nè. Đó, đường lên nhìn thấy. Con đường lên này nó hơi khó đi xíu nha cả nhà. Đó.
Hiện tại thì thác Bảo Đại đang bị bỏ hoang nha cả nhà, không có ai trông coi hết. Nói chung là cái thác này là nó rất là tuyệt vời, rất là đẹp luôn đó, cả nhà thấy nè, rất là đẹp luôn. Thác này thì mình thấy là nó rất là thích hợp để cho tất cả mọi người đến cắm trại, camping, nghỉ dưỡng rồi đó cả nhà. Có thể đến đây tổ chức sinh nhật, ăn uống gì đó ở đây rất là ok nha. Thì hiện tại ở đây thì nói chung là nó có nhà luôn, nên là thí dụ mà mọi người cắm trại mà trời mưa thì có thể vô nhà trong đây, là có mấy cái nhà nè để mọi người cắm trại để trú mưa nha. Và hiện tại trong thác này thì nó gần ở ngoài đầu lộ ngoài kia thì nó mới có tiện tập quá, nên cả nhà muốn tới vô đây thì nhớ mua những cái nhu phẩm thiết yếu để mình vô đây mình ăn uống đồ. Nãy giờ thì Tài đã quay thác Bảo Đại cho cả nhà xem nha. Cả nhà thấy thác Bảo Đại như thế nào? Có nên đi thử một lần không? Theo Tài thì cả nhà nên đi thử một lần nha, quá là tuyệt vời. Cả nhà thấy video này hay, cả nhà cho Tài xin một like và đăng ký kênh nha, để ủng hộ Tài nha. Bye bye cả nhà.